Trong hành trình 70 ngày chu du khắp nơi, hai con voi con trong đàn 14 con voi châu Á đi từ Vân Nam, phía Tây Nam Trung Quốc, giờ không chỉ tăng cân mà còn phát triển kỹ năng sinh tồn. Với vẻ ngoài đáng yêu, hai voi con chưa đầy một tuổi luôn là tâm điểm chú ý của khán giả truyền hình ở khắp mọi nơi. Hồi đầu tháng 6, nhóm giám sát đàn voi đã ghi lại được nhiều hình ảnh khác nhau khi voi bố, voi mẹ chăm sóc các con của chúng. Có lần thì voi mẹ đuổi mũi canh giấc ngủ cho voi con, có lần voi mẹ dùng chiếc mũi dài để giúp đỡ voi con khi leo dốc. Ngoài ra còn có những thước phim quý giá khi voi mẹ đang cho voi con bú. Tầm trung tuần tháng 7, thiết bị bay không người lái đã ghi lại được những cảnh tượng thú vị khi hai voi con uống nước, ăn và chơi đùa cùng nhau. Theo chân những con voi trưởng thành, hai con voi được tắm trong nước mát, đùa nghịch, được ăn mía, ngô. Hai con voi khá dễ thương và tình nghịch. Dưới sự bảo vệ của đàn voi, chúng thường nghịch cát, lan lộn, trườn bò, thậm chí còn dùng mũi làm bẩn cơ thể, biến mình thành những chú voi nhỏ màu đỏ. Tới nay, hai voi con đã cùng đàn voi vượt qua chặng đường hàng trăm km, kéo dài hơn 70 ngày, qua 23 thị trấn, làng mạc của hai tỉnh, thành phố. Trong quá trình di chuyển, chúng đều tăng cân và phát triển thêm các kỹ năng sinh tồn. Tôi thấy tự hào, cảm giác trong lòng không thể lý giải nổi và thấy hạnh phúc khi chứng kiến chúng phát triển. Mới đây do nước sông dâng cao, đàn voi không thể đi qua một con sông. Nhóm giám sát đã nghiên cứu và nhận thấy cách duy nhất để chúng qua được là đi qua cầu. Cây cầu mà đàn voi đi qua đêm qua dài 150 mét, rộng 8 mét, cao 22 mét, chịu được tải trọng 40 tấn. Với sự nỗ lực và phối hợp, những con voi đã đi qua cây cầu một cách suôn sẻ, đảm bảo an toàn cho cư dân địa phương cũng như đàn voi. Nhóm giám sát sẽ tiếp tục dõi theo hành trình của đàn voi và nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo chúng an toàn trên đường trở về. Voi châu Á hoang dã là biểu tượng của rừng nhiệt đới, được xếp vào bảo vệ mức A, mức độ bảo vệ cao nhất ở Trung Quốc. Nhờ những nỗ lực bảo vệ môi trường và động vật hoang dã, số lượng voi đã tăng lên khoảng 300 con, chủ yếu sống rải rác ở tỉnh Vân Nam.